chiều ngày 25 tháng 10, Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết vẫn đang tạm giữ Phan Văn Hùng 1993, kém trú làng Hương Lâm, huyện, tỉnh Lâm Đồng và 6 đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ ràng hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 23 tháng 10, Phan Văn Hùng và người chơi gái là Nguyễn Thị Hiền 1999, ngụ tại thành phố Đà Lạt, cùng 6 đối tượng khác, gồm Đinh Tiến Hợi 1995, kém trú tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Khắc Lâm 1991, Trương Hữu Nghĩa 1995, Lộc Xuân Hảo 1996, Nhâm Mùi Tân 1992 và Trương Hữu Tùng 1989 đều ngụ tại huyện, tỉnh Lâm Đồng, tới một quán karaoke trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Đà Lạt hát. Khoảng 22 giờ 20, khi nhóm của Phan Văn Hùng xuống thanh toán tiền thì phát sinh mâu thuẫn với nhóm 3 người khác. Nguyên nhân là do người chơi gái của Hùng bị một người con trai trong nhóm 3 người này sàm sỡ. Hùng, Hảo, Nghĩa, Hoàng và Tân đã lôi người con trai trên ra đường Nguyễn Trãi dây đánh. Nhận được trình báo của người dân, lực lượng cảnh sát 113 gồm bạn bè Trần Minh Quân, Cao Hữu Sút, Hoàng Văn Giảng và Đoàn Ngọc Thiện lập tức có mặt tại hiện trường. Lúc này, nạn nhân bị nhóm của Phan Văn Hùng đánh đã bỏ chạy, chỉ còn lại nhóm của Hùng. Lực lượng cảnh sát 113 yêu cầu những người trên về trụ sở làm việc. Không chấp hành mệnh lệnh, nhóm của Hùng còn ra sức chống đối, lăng mạ lực lượng cảnh sát 113. Trước thái độ ác hăng chống đối của nhóm thanh niên, bạn bè Cao Hữu Sút tiến lại khống chế Phan Văn Hùng thì bị đối tượng này bất ngờ đấm vào mặt. Khi Hùng bị lực lượng chức năng khống chế, Hợi, Lâm, Nghĩa, Hảo, Tân và Tùng lao tới ngăn cản cảnh sát 113. Các đối tượng còn dùng tay đánh, đấm vào mặt bạn bè Sút. Tiếp đó, nhóm thanh niên trên ra sức chống trả lực lượng chức năng, ngăn cản không cho cảnh sát 113 đưa Phan Văn Hùng về trụ sở làm việc. Khi Hùng đã bị khống chế, đưa lên xe, các đối tượng này liền lao ra đường chặn xe chuyên dụng của cảnh sát 113, quyết tâm không cho xe đi. Nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt đã triển khai lực lượng kịp thời có mặt phối hợp với cảnh sát 113 khống chế, đưa toàn bộ nhóm đối tượng trên về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên này đã thừa nhận hành vi đánh người, lăng mạ, chống người thi hành công vụ. Hậu quả, bạn bè Cao Hữu Sút bị nhóm của Phan Văn Hùng đánh gây yêu đương tích dùng mắt và thái dương. Đồng chí Hoàng Văn Giảng bị đánh chấn yêu đương dùng mũi, dập mặt trong má trái, gây chảy máu miệng. Hiện công an thành phố Đà Lạt đang khẩn trương điều tra, làm rõ ràng vụ án.